Chào các bác quay trở lại với kênh của Lê Hà TV. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho các bác ít đồ nhá. Khu này là loại đèn led này, loại này cực to và cực sáng luôn. Đó, chạy 12V. Ở kia cũng có rất nhiều đèn mà bữa rồi các bác hỏi em nhé, em hết, em lấy về thêm một ít cả. Đó, góc bên này các bác này đó. Quả lô thì cũng số lượng rồi còn trường này thôi. Đấy, hôm xưa em vừa mới xuống bãi lấy được thêm một trường này quả lô nữa là hết rồi. Kia là kéo rồi. Kéo em còn ít thì kéo nữa, em thanh lý cho các bác là 100.000 năm cái, còn kia là dòng của hai đó. Em sẽ quay video từng món một nhá. Đầu tiên là giữ các bác một con đèn này, đèn này em vừa mới lấy thêm được, con này được 5 con đèn này. Đèn này là đèn led chạy 12V các bác nhá, con này cực to luôn này. Em sẽ đo cho các bác này, chiều dài của nó là 61 cm này, to là 9 cm các bạn, độ dày của em nó là 2,5. Đó, thì phía sau của nó có sắt luôn, cái đầu mình đấu dây điện vào này, nó con nào cũng như con nào hết đều có đèn, có dây đấu nhá. Cái con này nó đang bị đứt một cái đầu này, thì em sẽ đấu thử luôn cái nguồn đây cho các bác xem nhé. Em chạy bằng nguồn 12V này, đó, thấy sáng chưa? Tối luôn cái video các bạn luôn này. Mình quay lại như này nhé, quay lại này cho là đỡ hát lên cái cam đó, cực sáng các bạn ạ. Các bác này mà quay mà như kiểu mất điện này, dùng loại này mà chiếu sáng nhà thì quá ngon này, cành đào đó, phải nhìn vỏ nhôm của nó này, toàn bằng nhôm kiểu nó họ phe hết rồi đó, bò góc việc vuông rất là đẹp, có hai đầu dây điện các bạn, đấu đầu nào cũng được, đấu đầu này cũng được, đấu đầu bên này cũng được. Còn em không biết đấu cả hai đầu nó có tăng độ sáng hay không, nhưng hiện tại em đang đấu thử một đầu thì nó cũng gọi là quá sáng rồi, hay là đầu này một đầu vào một đầu ra nối thêm sang bên nhà bên này nữa đó, ví dụ thế. Thì đèn em bán là 350.000 một đèn nhé. Bác nào chuyển khoản em bao ship cho các bác cái đèn này. Đó. 350.000 chuyển khoản em bao ship nhé. Em có tổng cộng là có 1 2 3 4 5 cái thôi. Đó, 5 cái đèn to này thôi. Đó, bác nào lấy thì hú em. Thì tiếp tục đây là đèn em mới về này, cái bóng đèn xanh đỏ hát, đèn hát xanh đỏ này thì chắc các bác quay xem video em nhiều chắc cũng biết rồi. Thì em không chặt lại nhé. Thì con này là em bán 50.000 này. Hôm nay em về thêm được ít cái đại đèn này nhỏ hôm trước là các bác nào mà hỏi em, em lại về thêm được có khoảng chục cái thôi đó. Đèn cái này là nó nằm ở trong cái tấm nhựa ấy, nó ép đây, đây số lượng có mấy cái này thôi, thì vẫn bán cho các bác là 15.000 một cái nhá. Bé bé nhỏ nhỏ xinh xinh này, nó bác nào mà chế độ mình có lắp vào máy hàn xeo nghĩ là được ấy. Đó. Đó, cái bé này các bác chế hàn xeo ngon này. Nó có chỗ cho mình bắt chân ốc luôn này. Đó. Bắt ốc ở đây luôn này. Thì vẫn bán 15.000 một con nhá. Đây con này chạy điện 12V này. Đó, con này nó chạy điện 12V này. Nhìn hàng nét bên trong rồi. Đó, nó nhiều lắm em không đếm đâu. Nó nhiều bên trong rất chạy rất bên trong này. Đó, em cũng chưa đếm được bao nhiêu hàng mét đâu. Tiếp thử cho các bác này, con này chạy điện 12V, đó. Đó, con này ở đây rất là nhiều nhé, có tổng cộng 4 con này luôn rồi. Đó, có được sáng lắm, quay này lên thì đang dễ nhìn hơn này. Đó, có được ánh sáng này. Cái áp trần thì chỗ em ở cái công tắc là cái áp trần đó, thì cái này em bán là 80.000 một bóng nhá, bóng nhỏ này nghe rất là nhiều,
Nó nhìn nét rất là nhiều, bên trong rất là nhiều nhá, nó to hơn. Đó, nó to hơn cái thanh nét này này. Đó, to hơn này. Đây là 4 hàng bóng này, cái này 3 hàng bóng này. Cái này nó to hơn gấp đôi luôn các bạn. Đó. Bên này em còn thêm một cái đèn hát này, nó lại to quá. Đây, em đo qua xem kích thước nhá. 19cm này. Đó, 19cm này. Mặt to của nó là 8 này. Dày của nó là 5,5 này. Đó. Con này ánh sáng nha, phải không nhầm anh ai trắng thì phải. Đây, em sẽ test cho các bác này. Là chạy điện 12V. Ánh sáng trắng thì phải này. 12-24 nhỉ. 12V mà ôi trời ơi. Sáng thế nhỉ. Hát thẳng vào mặt. Sáng trắng lắm bác. Đó. Đó, bắt đầu làm đèn xoay chanh, xoay 7 cái này. Xoay gì cũng đều đẹp nhá. Đấy. To hát sáng. Ồ, cái này chiếu sáng cũng cái phết các bạn. Nó không tỏa ra như kiểu đèn kia. Nhưng nó hát cực là đẹp. Đó, rất là sáng này. Thì con này em bán là các bác 150 ngàn con này nhá. Em cũng chỉ có đúng 2 con thôi. Đúng 2 con này thôi. Đúng có zin, đúng có 2 con. Đó, 150 ngàn một con này. Tiếp tục đây em có bóng này, để bóng này là bóng 24V. Đó. Đây để em lấy thôi. Tại con này đi, em test thử quét con này đi. Đó, đó. Này 24V này. 24V thì để em phải lấy cái đèn quy ra đây em đấu ở đây cũng được. Đây, để quy ở đây. Này nó làm lấy một cái nguồn, em đấu cái nguồn dễ đấy. Đây, rồi 24V này. Đó, thấy không? Ánh sáng rất là đẹp, nó không bị cảm giác nó không kiểu chói mắt như kiểu ấy những cái ánh sáng kia. Đó các bác thấy không? Soi này, các bác làm về làm cái bàn học cho con thì đèn học ấy là hợp lý, đẹp quá ạ. Đó. Đó thì giờ đây em bán là 100 ngàn một con nhá. Đó 100 ngàn một con này. Cái này đây em cũng có một con này nữa này. Đây, cả một con nhỏ con to này. Thì cặp này em bán là 200 ngàn đi, 200 ngàn một cặp này nhé. Con to bù con nhỏ này. Đó. Cũng đều chạy điện 24V hết này. Để em test thử con to đi. Test thử con to luôn này. Đó. Con này thì tản tản nhiệt của nó rất là to bác nhá. Ok bác, con này bán combo luôn là 200 ngàn hai con này. Đây có 5 con đèn này, con đèn rất là to. Đây nó có rắc nối luôn với nhau luôn. Đây để em lấy kích thước để thử đây. Lấy thước đo này. Chiều to nó 13 này, rộng là 4 này, dày cũng tầm 4cm này. Nó nhìn cái mặt đúc của nó nhìn rất là đẹp này. Đó, rất là chi tiết, có chỗ bắt ốc luôn này. Đó, 4 con nhé. Đây, đặc biệt có con này nó có thêm tất cả cái con như kiểu phụ kiện các bác. Đó, đế điếc này, chân đế chân điếc đủ kiểu luôn này. Đó. Em test thì cả 5 con làm sáng hết nhá. Nhưng mà con này nó chạy hệ điện 10S là 40V bác nhá. Từ 36 đến 42V. Đó. Thì bác nào lấy tất cả 5 con để bác 500 ngàn này. Đó. Tất cả luôn này. Cả con này cả phụ kiện tất đầy đủ nhá. Chạy điện 40V bác nào chiếu chạy hệ điện 40V thì lấy con đèn này về được này. Em thử test 4 đến 40V này thấy sáng trắng luôn. Đó. Rồi em sẽ quay sang đống nô bên này nhá. Rồi, đây là cái nô này thì bữa rồi em bán cho các bác rất là nhiều loại nô loại ấy này rồi. Rất là nhiều rồi. Đó thì bữa rồi em hết hàng của bác nào thì bác hỏi nhắn lại cho em nhá. Em hẹn các bác ấy. Video sau em lên có em sẽ video sau ấy. Thì số lượng các bác nhìn này, nó chỉ còn khoảng hơn 30 con. Một ngày em xuống cái đấy chỉ được hơn 30 con này nữa là hết rồi. Đó.
thêm ít nô nó nô lại mới lại loại này. Đấy thì nô này em vẫn bán là 20.000 một con nhé. Đó, còn cái nô này đây em mua về lại thêm loại nó mới này. Em đo cho các bác luôn cái nô này nó to kích thước khoảng như nào này. Đây. Nó gần tổng tất cả tầm khoảng 6 cm ạ. Lòng trong của nó khoảng 5,5 cm này. Đó. Chiều to của tổng thể của nó này khoảng 9 cm các bác. Nó to khoảng tổng thể là khoảng 9 cm này. To từ bên này sang này là khoảng 9 cm. Đó. Đều có đai bắt nha. Các bác tháo cái này ra này. Rút này ra nó bắt cái đai này, bắt đai bắt này vào. Lắp này vào cái là ngon ngành nào thôi. Đó, thì đây em có ba cặp này. Có ba cái cặp này thì em vẫn bán cho các bác là em bán nó là 100.000 một cặp nhé. Đó, 100.000 một cặp này. Đây, có ba cặp này thôi. Có đúng ba cặp này. Đó. Có ba cặp này. Còn cái cặp này thì có một bác là đang đặt rồi thì em để đây thôi. Chắc là tí nữa em sẽ gọi em gửi cho bác ấy luôn. Đó. Đây em có ít nô gọi là nô nhôm các bác ạ. Đó, cũng có vòng bi nhé. Bên trong cũng có vòng bi các bác nhé. Đó. Có gờ này. Các bác chế luôn, nói chung chế luôn cái đai gọi là đai đai trà nhám ấy cũng được. Đó, kích thước lòng trong 4 cm này. Bản to của nó khoảng 3,5 này. Đó. 3,5 cm này. To này. Hơn 4 tí này. Đó. Đây thì em có tổng cộng 2 4 6 con, nó đúng 6 con này thôi. Con nào lấy thì em nhá, 20.000 một con nhá. 20.000 một con lô sắt này. Đó. Chế nào máy chà nhám băng mini hợp lý. Ok các bác, để em quay cái khác này. Tiếp tục em thanh lý cái lô kéo Taiwan này nhá. Các bác nhìn kéo này. Nhiều con gần như là mới luôn các bác ạ. Đó. Dùng rất là nhiều kéo này. Đây. Nói chung kéo này kiểu kỹ thuật này các bác cắt dây điện cắt kem hàn hết thì đây nó ok hết này. Đó. Bên này nó còn cả bánh răng các bác ạ. Nó còn cả cái răng răng này. Cắt rất là thích luôn này. Lần này em về thì nó lại về nhiều kiểu dáng kiểu này. Đó. Nó lại về kiểu này. Ở trước kéo em là nó hai kiểu này này. Đó, mà nhìn hai so sánh hai cái khác nhau nhá. Cái này nó có cái chỗ để cho mình cầm tay vào nó chắc chắn hơn này. Đó, nó chắc chắn hơn rất là nhiều. Cái này thì nó không có, cái này nó chỉ cầm trơn như này thôi. Đó, cái này nó cầm trơn như này thôi. Nó không có như kiểu là cái này nhìn xịn hơn mà dùng thích hơn. Đó. Thì em vẫn thanh lý cho tất cả các bác luôn này. Mà cái loại này em bán cho các bác là 20.000 một con. Đó. Thứ con cứ em bán theo combo đi. Một combo là 5 cái là 100.000. Đó. Em chọn lẫn lộn nhé. Cả cái loại có tay như này. Đó. Tay như này này. Và cái loại bình thường như kiểu này. Đó. Lẫn lộn tất cho các bác, đổ xôi cho các bác này. Số lượng này chắc tầm khoảng còn khoảng vài chục cái nữa. Đây em cứ lấy trong kho ra nhặt nó lại có ít này. Đó. Đây họ còn dùng băng với họ quấn đủ kiểu. Nói em test thì giờ không có cái gì để em test, còn trước kia test cho các bác nói chung cắt dây điện này điếc hoặc là kẽm hàn hết đấy. Thì loại này cắt thì nó như là mũi cắt phát một thôi, rất đơn giản các bác ạ. Đó, dây điện như kiểu cổ tay này cắt phát một mà đâu như ngón tay thôi, nhưng ngón tay cắt cái là còn đứt luôn rồi. Đó. Nhiều đây là mấy kéo, hai cái kéo mất bốn đầu sò các bác ạ. Kéo cũng hàng của nhà Nhật Bản này. Này nó hơi mờ, hàng biker Japan Nhật Bản các bác ạ. Đó. Nhưng mà nó lại mất nó xoa mất chứ này. Đây, đó hàng Japan này. Nó xoa lại mà em sẽ thử xử lý nó xem như nào. Hàng này chắc là em nghĩ nó chất lượng ấy, nhưng hơi bữa tội nhìn hơi dị, hơi cũ một tí. Đó. Thì bên này đây thì còn là cái tí đầu màu hàn ha, đầu màu hàn ha cô này. Em vẫn bán cho các bác là 100.000 20 cái nhá. Tặng kèm cho các bác thêm 5 mũi nữa, bác nào thích ví dụ như lấy mũi loại đặc như này này. Đây, cái này cũng được rồi. Đó. Mũi loại này to đặc cũng được.
hay là mỗi loại nhỏ này, số lượng em không còn nhiều, tặng cho các bác cho hết là mỗi rất nhiều loại này, các loại như kiểu này này, bé tí thì lại to đùng như này, cũng có cái lỗ như này luôn này, đó. Này còn thì vẫn còn có cái còn họ chưa dùng đến đâu các ạ, gọi thì lại lâu trong kho nó bận luôn. Naco như này là 930 bao nhiêu em không biết này. Đều có lỗ này nhé. Em bé đó. Thì vẫn bán 100 ngàn là 20 cái, tặng kèm cho các bác nào mua hàng là 5 cái nữa nhé. Còn là bác nào mua mỏ hàn, đồng mỏ hàn là 5 cái nữa. Thì video này em sẽ kết thúc ở đây nhé. Có gì hôm nào mới em lại quay lại tiếp cho các bác.